is only one extraordinary man in the world. Once appeared here for the sake of beings, happiness of beings, our compassion for the good man, for the good of the universe and mankind. Who is the one? Who is the one? The one is our great Buddha. Soka trees, the Buddha was born. Amid the Soka trees, the Buddha was born. For the happiness of many, for the happiness of all kinds. Shakyamuni Buddha, Namo Lambini Garden, Asoka Trees, manifested birth, Shakyamuni Buddha. Chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này. Vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Người ấy chính là Ca đàn sinh, giữa rừng vô ưu, Phật Thích Ca đàn sinh, vì hạnh phúc cho số đông.